Em giới thiệu một chút về tên tuổi với địa chỉ của em nhé. Em là Tuyết, năm nay 30 tuổi, ở Phú Thọ. Ok, chào em. Thì vừa qua thì chị cũng có đồng hành và hướng dẫn em qua một khóa học ấy. Thì hôm nay chị có cái buổi ghi hình này là chị muốn xin em vài phút là để hỏi ý kiến em xem là trong quá trình học thì những cái gì chị truyền đạt cho em thì em có hiểu không? Và em nắm bắt kiến thức có ok không? À, hiện tại thì em thấy mọi thứ đều ok ạ. Còn khi vào thực tế thì em cũng chưa biết thế nào. Sợ là không được vào thực tế, thời gian lại quên mất ạ. Ok, nếu mà trường hợp bây giờ thì em đã hoàn thành khóa học rồi mà ít nữa mà em làm thực tế mà em có vướng mắc cái gì thì em cứ nhắn tin, chị sẽ truyền đạt lại và sẽ hỗ trợ em cho đến khi mà em hoàn thành tốt cái công việc của em thì thôi. Nên là em yên tâm, bên chị sẽ hỗ trợ đồng hành cùng với em suốt trong quá trình em làm việc. Nên là em yên tâm cái khoản quên hay là không có làm được hay không nhá. Cho chị hỏi thêm rằng là cái giáo trình mà bên chị ấy, trong quá trình em làm đấy thì em thì có thấy có cái gì mà vướng mắc hay là có cần phải góp ý nâng cấp hay gì không em? Giáo trình thì khá là dễ hiểu chị ạ. Chỉ có một số cái thì như em đã nói là kiểu như mình phải xem cái phần sau mình mới biết là cái phần trước đó là dùng là chi phí gì ấy. Thì tại Chỉ có vì duy nhất cái là chi phí bán hàng ấy thôi, à chi phí mua hàng đó thôi, tại em phải xem cái sau thì mới biết cái đấy là chi phí mua hàng. Rồi thì chị cũng giải thích luôn với em về cái vướng mắc đó, thì có nghĩa là trên cái slide, trên một cái trang slide mà để hiển thị cái chứng từ lên cho các học viên ấy thì nó chỉ hiển thị được một trang hoặc nửa trang thôi. Nên là em chịu khó xem những trang sau, và nếu mà có trong trường hợp mà có quên hay là như thế nào đấy thì cứ alo hay nhắn tin chị sẽ giải thích cho bên em, sẽ gọi là làm một cách nó suôn sẻ. Thế cho chị hỏi thêm rằng là ý kiến của em mà sau khi mà em học xong khóa học này ấy, thì em có ý định là giới thiệu bạn bè hay là người thân hay là chia sẻ với mọi người về cái thông tin bên chị không? Có chị ơi, vì em thấy khá là dễ hiểu ấy. Ok, Thì cảm ơn em. những cái video đó là xem video là cũng đã dễ hiểu rồi ạ. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, dù sao thì chị em mình cũng đã kết thúc khóa học rồi ấy. Thì chị cảm ơn em đã được đồng hành với chị để chị em mình hoàn thành khóa học thật tốt. Vì sắp tới đây thì em sẽ nhận công việc mới, thì chúc em sẽ thành công trong con đường sắp tới. Thầy cảm ơn chị ạ. Rồi, chào em nhé. Vâng ạ.